Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa thì cô gái này đã biết ngay chủ nhân đã về rồi. Cô gái vội vàng cởi váy, tiếp đó là cởi nội y ra không mặc gì cả, sau đó đắp chăn lên, sợ chủ nhân phát hiện có điều bất thường. Cô còn không quên chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng, tiếp đó liền mở to hai mắt nhìn lên trần nhà không chớp mắt cái nào. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Thì ra Nozomi không phải người mà là con búp bê bơm hơi. Có lẽ do sống cùng với con người quá lâu nên nó dần dần có nhận thức như một con người. Mỗi ngày đều nhân lúc chủ nhân đi làm cô liền chạy ra xem thế giới bên ngoài. Mặc dù buổi tối phải làm người lớn nhưng nội tâm chỉ là một đứa trẻ con. Nhìn thấy hoa cỏ bên đường cô đều cảm thấy tò mò. Hôm nay Nozomi đi vào thư viện, giây phút nhìn thấy anh chàng Junichi, hai người như trúng tiếng sét ái tình của nhau. Cô ấy rung động rồi. Dưới sự chỉ dẫn của tình yêu, Nozomi ứng tuyển làm nhân viên phục vụ ở đây. Ban ngày cùng Junichi làm việc, ban đêm ở cạnh chủ nhân. Ban đầu Nozomi vẫn chịu đựng được, nhưng lâu dần tình cảm ngày càng sâu đậm. Cô ấy ngày càng ghét ông chủ ghê tởm này. Sau khi nằm cùng ông ta thường đi tắm rất lâu, cô ta bất giác cảm thấy chỉ khi ở bên cạnh Junichi mới được sống thực sự là chính mình. Từ đó cô bắt đầu học cách thay đổi. Cô mặc những bộ quần áo đẹp và còn trang điểm thật xinh. Vết may trên cổ này chỉ để cho người mình yêu nhất để lại dấu tích tốt đẹp thôi. Dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ trở thành đôi tình nhân, hai người ân ân ái ái bên nhau. Vốn tưởng rằng sẽ được ở bên nhau mãi mãi nhưng một hôm trong lúc làm việc lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Đây là một cô gái bị gãy tay, cơ thể cô bắt đầu từ từ xẹp lép lại, không lâu sau liền biến thành một bộ cao su. Nhìn thấy bạn trai chạy đến, ánh mắt cô vừa cảm thấy hổ thẹn vừa bất lực. Cứ tưởng rằng như vậy thì hai người đã hoàn toàn kết thúc nhưng bạn trai liền quỳ xuống dán băng dính vào vết thương trên người cô, sau đó thổi hơi vào bên trong bằng chính miệng của mình. Cảm thấy cơ thể dần dần phồng lên, Nozomi rất cảm động. Thì ra Junichi cũng giống hệt cô, là một đồ chơi bơm hơi cô độc sống ở thế giới loài người. Sau khi biết được bí mật của nhau, bọn họ lại ngày càng thân thiết hơn. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau ngắm biển, cùng nhau làm những chuyện mới lạ. Không lâu sau Junichi liền dẫn bạn gái về nhà, nhưng còn chưa kịp bắt đầu thì Nozomi liền nhìn thấy tấm ảnh bạn gái cũ của Junichi. Điều này khiến cô rất đau lòng, hóa ra tình cảm của con người có thể đau khổ đến mức độ này. Cô chạy một mạch về nhà rồi nhốt mình trong tủ quần áo không muốn ra ngoài. Chủ nhân không tìm thấy cô ta nên đã mua một con búp bê mới, không chỉ ngày nào cũng ở bên nó mà còn tổ chức sinh nhật cho nó. Mới mấy ngày mà đã quên mất cô, Nozomi cuối cùng không chịu đựng nổi nữa. Cô chui từ trong tủ quần áo ra chửi chủ nhân là tên biến thái vong ân bội nghĩa và hàng loạt lời hay ý đẹp khác. Cô khiến cho ông chú đó sợ hãi đuổi cô ra khỏi nhà ngay trong đêm. Điều này cũng khiến Nozomi hiểu ra chủ nhân không hề yêu cô, cái ông ta chỉ coi cô là trò tiêu khiển. Cô chạy ra khỏi nhà tìm đến người đã tạo ra mình, hỏi anh ta mình tại sao lại có nhân tính, nhưng điều này giống như bắc thang lên hỏi ông trời, anh ta cũng không biết đáp án. Anh ta chỉ bảo với cô hãy trân trọng những trải nghiệm này và đi tìm một người thật lòng yêu mình. Nghe xong Nozomi gật đầu, dù sao cũng không biết được chính xác ngày nào cô sẽ bị hết hơi chi bằng cùng Junichi sống hạnh phúc từng ngày. Sau khi hai người làm hòa, cô nói sẽ đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Nghe xong Junichi cũng giống như cô vậy, nói ra lời thỉnh cầu khó nói. Chàng trai đặt tay lên cổ cô gái, cởi cái nút ở dưới rốn cô gái ra. Cô gái nằm im, tiếp đó anh ta thổi hơi vào trong người cô gái khiến cô ấy như được bay lên mây. Một lúc sau anh ta mệt quá nằm vật ra giường. Đối với cô gái này anh ta không hề có yêu cầu gì khác, cái anh ta muốn chỉ là quá trình thổi vào và thổi ra. Sau khi nhìn anh ta ngủ say, Nozomi tinh nghịch sờ lên mặt anh ta cũng muốn thử cái cảm giác vui vẻ ấy. Thế là cô lấy một con dao rạch một đường, nhưng cái lộ ra không phải khí mà là dòng máu đỏ tươi. Nozomi thấy rất khó hiểu, muốn dùng băng dính để bịt lại nhưng máu chảy ngày một nhiều, căn bản không có tác dụng. Nhìn thấy Junichi ngày càng yếu đi, Nozomi cũng học giống cách anh ta đã làm với mình, nhưng cho dù thổi như thế nào Junichi cũng không khỏe trở lại, cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà chết. Khi mang thi thể người yêu đi vứt, cô ấy rất đau lòng. Thì ra trở thành người lại khó như vậy. Nhìn thấy vết băng trên tay mình, Nozomi nhẹ nhàng tháo nó ra hít một hơi, ở đó còn sót lại chút hơi thở của người yêu. Sau khi hết hơi của Junichi, Nozomi buồn bã nằm bên cạnh thùng rác cả ngày uống rượu, cơ thể cũng vì hết hơi mà yếu dần. Cô nhớ rằng mình đã mơ một giấc mộng rất dài, trong giấc mơ có người tổ chức sinh nhật cho cô ấy, có người lớn lên cùng cô, Junichi vẫn ở bên cạnh cô. Nozomi cảm động đến phát khóc, nhưng sau khi tỉnh dậy cô vẫn cô đơn cô độc một mình, người mình yêu cũng đã ra đi, hai người hai thế giới khiến cô ấy không chịu đựng nổi. Cô hoàn toàn hết hơi rồi, nếu như bạn muốn cứu cô ta thì bây giờ tôi có thể gửi địa chỉ cho bạn giúp cô ta hồi sinh và mang về nhà làm vợ mình.